Thực sự đây là một chiếc xe khá là đẹp. Đây là chiếc Mitsubishi Granit sản xuất năm 2005. Đăng ký lần đầu là năm 2007, động cơ 2.4 số tự động. Và kiểu dáng FPV anh chị nhé, với cái tông màu vàng cát, biển số 15. Đấy, và được đăng ký lần đầu cũng là tại Hải Phòng, từ đầu luôn. Xe thì mua lại của một bác ở trong, nói chung là cũng là làm cho công chức nhà nước. Đi rất là giữ gìn luôn. Đấy, em vẫn còn ảnh chụp ở trong cơ quan của chiếc xe này. Và với cái tông màu vàng cát thì phải nói là thực sự là khá là bắt mắt, cực kỳ là bắt mắt luôn anh chị ạ. Xe order mới có 13 vạn thôi mà nó zin, nó đẹp. Đấy, đèn đằng sau nhá, đèn bông nhìn rất là đẹp luôn. Em đi một vòng quanh xe cho bác nhé. Một con xe là không có một lỗi nhỏ nào cả. Thì đây là nếu mà anh chị mà đang cần tìm mua một mẫu xe để đi lại gia đình đông người, rộng rãi, thoải mái, đa dụng và cửa tiền chưa đến 250 triệu đồng, thì đây là một cái mẫu xe nó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của anh chị nhé. Sơn xi khá là đẹp. Đấy, máy gầm chất, số tự động lẩy mượt, nội thất zin. Đó. Xe thì trang bị ví dụ như là những hệ thống hiện đại an toàn, phanh ABS đủ 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Đó, hai túi khí an toàn, xi nhan bao dĩa thì hợp ở trên gương. Đó, rất ok chị ạ. Dàn lốp thì còn rất là mới. Và xe thì không hề có tai nạn đâm va hay ngập nước gì cả nhé. Máy số cực chất luôn, sơn xi rất là đẹp, không hề mất một phân keo chỉ nào. Zin nguyên bản luôn. Đó, anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang, ô tô chất. Và đồng thời là bên em có nhận trao đổi xe. Đấy, trao đổi những cái loại xe có giá từ 100 đến 400 triệu đồng. Ví dụ như anh chị thích một trong những số, những cái mẫu xe tại cửa hàng bên em thì có thể alo cho em hoặc nhắn tin qua Zalo số 0358 286 286. Đó, gửi ảnh cho em rồi em sẽ nhận đổi cô các xe hai bên đều cảm thấy hợp lý anh chị nhé. Bây giờ sẽ đi vào tổng thành chi tiết cái mẫu Mitsubishi Granit, một con xe cực kỳ là cọp này, đẹp nguyên, phải nói là nguyên bản. Phần sơn xi này của nó rất là chất luôn. Xe thì không hề có tai nạn đâm va gì cả, máy số nó cực chất luôn, keo chỉ không hề mất phân keo chỉ nào, không ngập nước. Đấy, đăng kiểm của em nói còn đến tháng 1 năm 2021. Đó, đăng kiểm tại Hải Phòng luôn. Đây, xi nhan bao dĩa thích hợp trên gương đầy đủ. Đây, những cái tay mở khóa của nó còn rất là đẹp anh chị nhá, nguyên bản, thời gian không là gì với em cả, rất là đẹp. Đây, rất là chắc chắn luôn. Đây, sơn xi, giá lóc, anten chân lóc vẫn còn nguyên nhá, đuôi cá này. Đấy, tích hợp luôn cả đèn phanh, gạt mưa sau, xế kính sau. Đó, màn hình camera lùi. Đèn hậu là đèn bông nguyên bản luôn. Một cái đèn hậu này nó, nếu mà đèn zin đây qua nhìn này, đèn zin nhìn nó rất là sắc nét và trông nó rất là khôn và tinh tế luôn. Đó, thì mẫu xe này đang được bên em bán với mức giá là 248 triệu đồng anh chị nhá. 248 triệu đồng cho một con xe nó zin từ A đến Z, cua lốp đây, keo chỉ cua lốp các nhìn này, nguyên bản. Đó, cua lốp không mục mọt nhá. Tôn vỏ này. Các bác nghe nhá, không một tiếng bả mát tít. Đây. Form dáng của nó căng cặng luôn. Đấy. Quá là ok. Gầm sàn sạch bóc luôn, không hề tai nạn đâm xôi gì cả. Xe trang bị hai dàn điều hòa anh em ạ, hai dàn điều hòa, 7 ghế ngồi, ti chống này nguyên bản luôn. Đấy, thằng Nhật này sao nó bền, nó làm quá bền đấy chị ạ, làm không để anh em thợ gara nó còn sửa. Đó, như này cơ mà, keo chỉ rất là đẹp. Thì với cái cửa tiền nó rất là hợp lý, 248 triệu đồng một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi. Đấy, rộng, rất là rộng rãi luôn. Có thể co ghế lên được. Đấy, hai dàn điều hòa, hai màn hình. Nguyên bản keo xe, số tự động rích rắc, động cơ 2.4. Đó, đi lại gia đình dòng này thì nó quá là ổn rồi. Thực tế là như cái mẫu xe ngày đợt mà mua mới thì nó không phải là loại xe rẻ tiền. Nói thẳng với anh em, anh chị thế. Và cửa tiền 248 triệu đồng thì nó khẳng định với anh chị với 2005 giá trên chỉ bằng một chiếc Innova bản G năm 2006 số sàn. Đó, thì làm sao mà đầy đủ option hiện đại thông minh như này được. Và thứ hai là với cái mức tiền đó 248 triệu đồng, nó không mua được một cái mẫu xe nào mà nó cảm thấy hợp lý như này cả. Nếu mà chúng ta sử dụng để cho mục đích gia đình. Đấy, lỉ này, rất là đẹp luôn. Đồ nhựa của nó này các bác nhìn nhé, đẹp cực kỳ. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xe đầy đủ ấy. Đấy, đèn sương mờ này, hai túi khí an toàn, điều hòa hai dàn điều hòa auto tự động đây anh chị nhìn nhá. Đấy, điều hòa tự động này, chìa khóa khiển remote theo xe, số tự động rích rắc. Đấy, có nhìn này, những cái vân của nó này,
còn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn anh chị ạ. 248 triệu đồng. Order 13 vạn. Màn hình. Đó. Nói chung là mọi chi tiết của nó còn khá ok. Rất là đẹp luôn. Đấy. Gì đây? À. Đó đấy. Đây là cái đồng mà à, gì xe này. Đấy, ngoại chi tiết này, những cái chi tiết của nó, đồ nhựa nó còn đẹp tính con luôn. Đấy, rất là ok. Màn hình thả này đó, vẫn hoạt động bình thường, da nguyên bản luôn. Đấy, ghế da nguyên bản nhé, tì tay này. Và điều hòa auto tự động các kiểu, những cái cửa gió điều hòa. Đấy, những cái tiểu tiết này này, nó tạo lên một điểm nhấn cho một con xe nó zin thì nó sẽ đánh giá được nhìn vì những về những cái này. Đấy, những cái cửa gió điều hòa các bác nhìn nhá. Đấy. Còn nguyên bản 100%. Cục xe gương này. Ok chưa ạ? Mở gương này. Quay rồi. Chạy nhanh như là bị chạy quá nhanh luôn. Số tự động rất là hay, đẹp, ok. Mọi thứ chi tiết rất là đẹp luôn anh chị ạ. Phải nói là cực kỳ là đẹp. Ốc của nó vàng chóe luôn. Đây chị ạ, 248 triệu đồng anh chị không mua được một cái mẫu xe nào kiểu dáng MPV mà nó lại chất như thế này cả. 248 triệu. Em đính chính lại nhá, 248 triệu đồng. Nội thất zin da bò nguyên bản, hai màn hình, hai túi khí an toàn, điều hòa ô tô tự động. Số tự động chính xác. Đó, order 13 vạn, xe không một nói nhỏ. Đó. Chắc lịch luôn. Máy lổ thì êm như chó thở rồi. Phải nói máy con này nó lổ êm. Đây các bác nhìn cái tông màu của nó nhá. Màu zin trên xe vẫn còn rất là nhiều. Các bác nhìn cái tông màu vàng cát đó chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Và cái quả trái tim của nó đây. Khối động cơ 2.4. Máy sáng choang. Đó. Không một vết tai nạn đâm va mục mọt. Không một vết lỗi. Không một vết cấn động chạm gì cả. Đấy các bác nhìn này. Những cái chi tiết đường răng trước này. Đó. Phi với tốc độ 180 km/h chưa sờ vai cả. Ô, quá đẹp luôn. Đây nhá. Zin 100% nhá. Rất là đẹp. Đèn pha nguyên bản luôn. Rồi. Đấy là những chi tiết của con Mitsubishi Granite này. Bác nào quan tâm thì hãy alo cho em. Em bảo đảm cam kết với các bác, đây là một con xe zin nguyên bản, không tai nạn, không đâm va, không ngấm nước, không hề mục mọt, không hề một lỗi nhỏ. Hồ sơ pháp lý an toàn đảm bảo cho các bác. Giá 248 triệu đồng. 248 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Granite. Một cái mẫu xe đĩa bay này. Nó đi nó sướng lắm, nó cực kỳ sướng luôn. Và cửa tiền trên thì nó quá hợp lý cho một gia đình đông người anh chị nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video sau. Bác nào quan tâm mẫu xe này thì hãy alo cho em nhá.